Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Blaze and Shabu, all you can eat shabu and sushi, conveyor restaurant. Estiva, các thành viên của Estiva đang có được 50 đồng tiền đi chợ hàng tháng. Hãy gọi 866-610-0655 để lấy thêm chi tiết. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 14 tháng 7 năm 2022. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi. Cựu Tổng thống Trump cho biết là đã có quyết định về việc có ra tranh cử năm 2024 hay là không. Vợ cũ của cựu Tổng thống Trump là bà Ivana Trump đã qua đời ở tuổi 73. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ tăng lên 244.000, mức cao nhất trong 8 tháng. Hàng trăm nữ hành khách kiện công ty Uber tố cáo bị tấn công tình dục bởi các tài xế. Nước Ý lâm vào khủng hoảng khi Tổng thống từ chối đơn xin từ chức của Thủ tướng. GM lập mạng lưới các bộ trạc xe điện nhanh tại các trung tâm Pilot dọc theo các xa lộ của Hoa Kỳ. 1 triệu viên thuốc có chứa fentanyl đã bị thu giữ trong một cuộc đột kích gần Los Angeles. Bank of America bị phạt 225 triệu Mỹ Kim vì chậm giải ngân tiền trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch. Ngày Prime của Amazon đạt doanh thu trực tuyến gần 12 tỷ Mỹ Kim. Vâng, thưa quý vị, đó là tất cả những bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần tin tối nay. Và ngay bây giờ, Tyler Diệp sẽ mở đầu cho phần tin chi tiết. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết rằng là ông đã đưa ra quyết định về việc rằng ông có liệu tranh cử chức vụ Tổng thống vào năm 2024 hay không. Và ông nói đây là một quyết định rất là lớn. Và cái việc mà ông tranh cử hay không thì trong đầu ông đã có quyết định rồi. Cái phần còn lại là về chừng nào tuyên bố và tuyên bố ở đâu mà thôi. Ông nói rằng là trong suy nghĩ riêng của tôi đã có quyết định như vậy, nhưng nó không ảnh hưởng và không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định này, cũng không có sự kiện nào ảnh hưởng đến quyết định này. Cái việc còn lại tôi đã làm là chừng nào đưa ra quyết định này với công chúng mà thôi. Ông nói là một là ông có thể đưa ra tuyên bố này trước kỳ bầu cử vào tháng 11 tới đây, hay là ông muốn đợi sau kỳ bầu cử Quốc hội vào tháng 11 thì ông mới đưa ra quyết định. Và chúng ta đang sẽ chờ xem rằng là ông sẽ có quyết định như thế nào, trong lúc nhiều người đang cho rằng là nếu mà trong trường hợp Tổng thống Trump không ra ứng cử thì nhiều người sẽ để ý đến thống đốc Florida ông Ron DeSantis. Hiện nay hình như là ông Ron DeSantis đã thu hút được rất là nhiều sự tài trợ từ các đại tài phiệt của đảng Cộng hòa. Dạ, có vẻ như đó là một ngôi sao đang lên, đúng phải không? Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, liên quan đến gia đình của cựu Tổng thống Donald Trump thì ngày hôm nay tin tức từ phía gia đình đã xác nhận với giới truyền thông Hoa Kỳ là bà Ivana Trump, vợ cũ của cựu Tổng thống Donald Trump, đã qua đời ở tuổi 73. Cựu Tổng thống cho biết là bà đã qua đời tại nhà riêng ở tại thành phố New York. Ivana Trump là người vợ đầu tiên của ông Donald Trump và họ đã có với nhau 3 người con: Donald Trump Jr., Ivanka và Eric Trump. Mẹ của chúng tôi là một người phụ nữ đáng kinh ngạc và có một năng lượng trong kinh doanh, một vận động viên đẳng cấp thế giới và với một vẻ đẹp rạng rỡ, một người mẹ và một người bạn chu đáo. Gia đình của cựu Tổng thống Donald Trump đã cho biết trong một thông báo chính thức. Ivana Trump là một người mạnh mẽ, bà đã chạy trốn khỏi chủ nghĩa cộng sản từ tiệp khắc và đã chấp nhận đất nước này. Bà đã dạy các con của mình về sự gan dạ và cứng rắn, lòng trắc ẩn và sự quyết tâm. Gia đình cũng cho biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ rất nhớ bà ấy, kể cả những đứa con và những đứa cháu của chúng tôi. Khi Eric Trump bước ra khỏi căn hộ của mẹ mình vào buổi chiều ngày hôm nay thứ Năm, thì anh đã tuyên bố với các phóng viên, đây là một ngày buồn nhất. Các nhân viên y tế ở Manhattan đã đáp lời kêu gọi và đã đến nơi cái ngôi nhà mà bà cư ngụ khi mà họ đã nghe một cú điện thoại gọi về báo có một người đã bị ngưng tim vào trong căn nhà đó. Và họ đã tìm thấy một người phụ nữ 73 tuổi ở trong một căn chung cư ở tại khu Upper East Side, nơi mà bà đã sống từ bao lâu nay. Theo các nguồn tin cảnh sát, thì Ivana Trump đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và bà đã không phản ứng ở phía dưới cầu thang nằm ở dưới căn chung cư của bà. Các nguồn tin cho biết là cảnh sát đang điều tra là xem liệu bà có bị ngã hay không, và nếu có thì cú ngã đó có góp phần đưa đến cái chết của bà hay không. Cảnh sát đã cho biết trong một giám định y tế sơ khởi và họ sẽ xác định nguyên nhân cái chết chính thức của bà trong thời gian tới. Trong một tuyên bố trên nền tảng Truth Social của mình, cựu Tổng thống Trump đã nhắc nhớ đến bà Ivana như là một người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, người đã có một cuộc sống tuyệt vời và đầy cảm hứng. Cái đấy là bản tin về kinh tế cũng như là việc thất nghiệp. Thì đơn xin thất nghiệp tại Hoa Kỳ trong tuần vừa qua tăng lên 244.000 là mức cao nhất trong 8 tháng. Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu mới đã tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng hồi tuần trước và cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt trong bối cảnh lãi suất gia tăng và cũng như là chính sách tài chính sẽ thắt chặt hơn. Mặc dù số đơn tăng lần thứ nhì liên tiếp hàng tuần được Bộ Lao động báo cáo hôm thứ Năm, điều kiện thị trường lao động vẫn thắt chặt bởi vì có rất ít người thất nghiệp. Các kinh tế gia cho biết rằng số đơn xin thất nghiệp ở mức hiện tại không phù hợp với một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang tăng chi phí đi vay để làm giảm nhu cầu đối với người lao động và cuối cùng thì làm chậm nền kinh tế nói chung trong nỗ lực đưa lạm phát xuống mức thấp đúng mục tiêu là 2%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu toàn quốc tăng 9.000 lên thành 244.000 trong tuần lễ kết thúc ngày 9 tháng 7. Đây là mức cao nhất kể từ giữa tháng 11 của năm 2021. Các kinh tế gia được Reuters thăm dò ý kiến đã dự báo vào khoảng 235.000 đơn. Hiện nay đã có báo cáo về việc sa thải nhân viên trong các ngành sản xuất và gia cư, vốn nhạy cảm với lãi suất tăng. Sự gia tăng đáng chú ý xảy ra ở Kentucky, Indiana, Ohio, Connecticut, Pennsylvania và Arizona. Một số có thể liên quan đến ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Các nhà sản xuất xe hơi thường thường không sử dụng các nhà máy lắp ráp hàng năm vào đầu tháng 7 để trang bị lại, mặc dù sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu đã buộc nhiều công ty phải điều chỉnh lịch hoạt động của họ. Các tiểu bang California, Georgia và New Jersey báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm đáng kể. Cho dù mất đà thì nhu cầu lao động vẫn mạnh. Hiện nay có 11.3 triệu cơ hội việc làm tại Mỹ tính cho đến cuối tháng 5. Tính ra thì gần 2 cơ hội việc làm cho mỗi người thất nghiệp. Hơn 500 hành khách, hầu hết là phái nữ, đã đệ đơn kiện công ty Uber và cáo buộc rằng là công ty này đã thờ trong việc để cho các tài xế có hợp đồng với công ty Uber tấn công tình dục họ. Trong đơn khiếu nại do văn phòng luật sư của Slater Sherman tại San Francisco đệ trình hôm nay, những người phụ nữ này cáo buộc rằng là họ đã bị các tài xế trên ứng dụng Uber bắt cóc, bỏ tù, cũng như là giam giữ và theo dõi, quấy rối, cũng như là cưỡng hiếp. Vụ kiện này cũng được bắt đầu vào năm 2009, khi mà thời đó Uber cũng đã thừa nhận rằng là họ ghi nhận được nhiều cuộc tấn công tình dục giữa tài xế và hành khách. Và trong một tuyên bố với các phương tiện truyền thông, thì luật sư Adam Slater của tổ hợp luật sư vừa rồi nói rằng là cách tiếp cận và đối phó với những cáo buộc này từ công ty Uber là quá chậm và đã không đầy đủ, và lưu ý rằng là công ty này có thể đã phải điều chỉnh nhiều hơn nữa để mà giải quyết các vấn đề tấn công tình dục giữa tài xế và các nữ hành khách. Vụ kiện diễn ra chỉ vài tuần sau khi công ty Uber đưa ra một bản phúc trình an toàn của công ty này, nêu ra chi tiết là họ đã ghi nhận được hơn 3.000 trường hợp báo cáo tấn công tình dục từ các hành khách của dịch vụ Uber trong năm 2019 cho đến năm 2020. Thủ tướng Ý, ông Mario Draghi, trong ngày hôm nay đã đệ đơn từ chức sau khi liên minh của ông ấy đã sụp đổ vì những khác biệt về cách ứng phó với hậu quả của cuộc chiến diễn ra tại Ukraine, làm cho nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực đồng euro rơi vào khủng hoảng chính trị. Ông Draghi cho biết là ông sẽ từ chức sau khi một đảng chủ chốt trong liên minh chính trị của ông rút lại sự ủng hộ đối với chính phủ liên minh hiện nay, và sau khi các nhóm đã tranh cãi về việc là có nên gửi vũ khí tiếp tục đến Ukraine và hỗ trợ tài chính bao nhiêu cho các gia đình Ý đang quay cuồng vì nạn lạm phát. Tổng thống Ý là ông Sergio Mattarella đã cho biết vào cuối ngày là ông sẽ không chấp nhận đơn từ chức của ông Draghi và chính điều này đã gây thêm sự bất ổn chính trị diễn ra tại Ý hiện nay. Một số đảng giao trong liên minh đã sụp đổ của ông Draghi thì yêu cầu ông ở lại và cố gắng để thành lập một liên minh cầm quyền mới, điều mà trước đây thì Thủ tướng Draghi đã nói là mình sẽ không làm. Những việc xảy ra tiếp theo có thể trở nên một cách rõ ràng hơn khi Thủ tướng Draghi phát biểu trước Quốc hội vào tuần tới. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ý cho thấy sự kết hợp giữa cuộc chiến của Nga với Ukraine và giá năng lượng cũng như là chi phí sinh hoạt tại Ý đang tăng vọt và làm suy yếu sự gắn kết chính trị ở các khu vực tại châu Âu, làm cho việc hình thành các khối chính quyền ổn định trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Người ta ghi nhận Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây đã mất đa số trong Quốc hội tại Pháp trong một cuộc bầu cử do nạn lo ngại sự lạm phát của các cử tri. Tại Vương quốc Anh, thì Thủ tướng Boris Johnson cũng đã từ chức vào tuần trước sau một loạt các vụ bê bối gây sức ép từ các nhà lập pháp của đảng bảo thủ. Những người lo lắng về các vụ bê bối đó sẽ tạo ra các thách thức mà chính phủ phải đối mặt trong việc ứng phó với lạm phát cao. Thủ tướng Draghi của Ý là một trong những người có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong số các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow và các chuyến hàng vũ khí đến Ukraine. Ông Draghi cũng lập luận là ủng hộ việc Ukraine ứng cử để gia nhập vào Liên minh châu Âu, một vị trí mà trước đây Pháp và Đức hoài nghi thì nay cũng đã được ghi danh. Kế đến là liên quan đến vấn đề các hãng xe điện, thưa quý vị. Nhiều người tiêu thụ cho rằng họ khó có chọn mua xe điện bởi vì họ không có tin vào những cái mạng lưới, mấy cái trạm sạc điện. Họ chỉ muốn khi nào có nhiều trạm giống như trạm xăng thì họ mới dám mua xe. Và bây giờ nỗ lực của các công ty là dựng những trạm sạc điện cho những người chủ xe điện. Công ty GM lập mạng lưới các bộ sạc xe điện nhanh tại các trung tâm Pilot dọc theo các xa lộ của Hoa Kỳ. General Motors, tức là GM, đang xây dựng một mạng lưới bộ sạc xe điện nhanh mới với sự hợp tác của Pilot Company, là chủ sở hữu của các trung tâm du lịch xe xa lộ Pilot và Flying J, cũng như mạng lưới sạc EVgo. Họ cho biết hôm thứ Năm rằng các công ty sẽ lắp đặt tổng cộng 2.000 bộ sạc nhanh tại 500 địa điểm của Pilot dọc theo các đường xa lộ của Mỹ với khoảng cách chừng 50 dặm. Các đối tác dự kiến là sẽ lắp đặt và vận hành một phần đáng kể các bộ sạc đó vào cuối năm 2023. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được hưởng lợi từ các khoản tài trợ do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp, là một phần trong nỗ lực trị giá 750 triệu Mỹ Kim của công ty GM nhằm xây dựng một mạng lưới sạc nhanh có thể truy cập được khi hãng này chuẩn bị tung ra một loạt xe điện mới trong vài năm tới. Các bộ sạc sẽ được EVgo lắp đặt, vận hành và bảo trì, đồng thời sẽ bao gồm bộ sạc nhanh công suất cao có khả năng sạc tới 350 kW, cũng như các quầy sạc được thiết kế để chứa các loại xe điện kéo theo bằng remote. Bộ sạc sẽ được sử dụng cho tất cả các loại xe điện tương thích với loại sạc nhanh DC. GM và EVgo trước đó đã công bố kế hoạch lắp đặt thêm 3.250 bộ sạc nhanh trong và xung quanh các thành phố và vùng ngoại ô của Hoa Kỳ vào cuối năm 2025. GM cũng đang làm việc với các đại lý của mình tại Mỹ và tại Canada để lắp đặt tới 40.000 bộ sạc trong cộng đồng các đại lý, là một nỗ lực tập trung vào các khu vực nông thôn và thành thị chưa được phục vụ. Các nghiên cứu cho thấy mối quan tâm của tài xế về việc tiếp cận các bộ sạc nhanh dọc theo đường xa lộ là một yếu tố hạn chế trong việc họ mua và lái xe điện. 1 triệu viên thuốc có chứa thứ fentanyl đã bị tịch thu trong một cuộc đột kích gần khu vực Los Angeles trong tháng này, nơi mà cơ quan thực thi dược phẩm Hoa Kỳ gọi là vụ phá án lớn nhất thuộc loại này ở California. Những viên thuốc này được tìm thấy khi mà các nhân viên của cơ quan thực thi pháp luật khám xét một ngôi nhà vào ngày 5 tây tháng 7 tại thành phố Inglewood, mà các nhà điều tra cho rằng đây là một ngôi nhà có cất giấu những thuốc độc phẩm cũng như là của sở hữu của băng đảng ma túy Sinaloa, theo cơ quan DEA cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày hôm nay. Cơ quan DEA nói rằng là vụ tịch thu thuốc độc phẩm này đã làm gián đoạn một phần dòng chảy của lượng ma túy fentanyl nguy hiểm đi vào đường phố và cộng đồng của chúng ta, và việc này có thể cứu sống được rất nhiều nhân mạng theo lời của cơ quan DEA. Và nếu mà những loại thuốc này được tung ra thị trường để mà bán thì giá thị trường sẽ lên đến từ 15 cho đến 20 triệu Mỹ Kim cho gần 1 triệu viên thuốc có tẩm chất fentanyl. Các nhà quản lý liên bang Hoa Kỳ đã công bố một khoản tiền phạt tổng cộng 225 triệu Mỹ Kim đối với Bank of America về cách mà nhà băng này đã xử lý việc giải ngân trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch vừa qua. Ngân hàng này đã có hợp đồng với khoảng 12 cơ quan nhà nước để cung cấp các khoản thanh toán thất nghiệp và trợ cấp thông qua thẻ ghi nợ trả trước. Một cuộc điều tra của hãng tin CNBC vào năm ngoái cho thấy là khách hàng trên khắp đất nước đã gặp vấn đề với việc nhận thanh toán của họ qua thẻ ghi nợ này. Các nhà quản lý liên bang đã phạt Bank of America 225 triệu Mỹ Kim vì đã làm chậm việc giải ngân trợ cấp thất nghiệp. Cục Bảo vệ Tài chánh người tiêu dùng đã phạt công ty 100 triệu Mỹ Kim và theo một lệnh riêng thì Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ đang phạt ngân hàng 125 triệu Mỹ Kim khác. Lệnh được yêu cầu Bank of America phải tham gia vào một quy trình để cung cấp tiền bồi thường cho những người tiêu dùng có tài khoản của họ đã bị đóng băng vì Ủy ban Tài chánh gọi là chương trình phát hiện gian lận bị lỗi. Hai khoản tiền phạt này đã được công bố vào ngày hôm nay thứ Năm. Ngân hàng đã làm thất bại những người chủ thẻ được nhận thẻ trả trước khi từ chối họ truy cập vào quỹ thất nghiệp bắt buộc của họ trong thời kỳ cao điểm của đại dịch và khiến những người tiêu dùng dễ bị tổn thương này không có cách nào để khắc phục tình hình tài chánh của cá nhân họ. Quyền biên tập viên tiền tệ Michael Su đã cho biết như trên. Các ngân hàng phải quan tâm đến sức khỏe tài chánh của khách hàng và phải tiến hành các hoạt động của họ một cách phù hợp với tất cả các luật lệ bảo vệ cho người tiêu dùng. Bank of America đã có hợp đồng với khoảng 12 cơ quan nhà nước để cung cấp các khoản thanh toán thất nghiệp và trợ cấp thông qua thẻ ghi nợ trả trước. Nó hiện chỉ có một và tại California, gần đây đã mở rộng mối quan hệ. Khi đại dịch xảy ra và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao vào năm 2020 thì những thẻ này là mục tiêu của rất nhiều việc gian lận liên quan đến vấn đề tài chánh vào thời gian đó. Và bản tin sau cùng trong chương trình hôm nay liên quan đến ngày Prime Day là ngày bán hàng hạ giá ở trên mạng điện toán toàn cầu của công ty Amazon.com. Thanh Thảo cũng có nhìn qua nhưng mà thấy giá quá rẻ nhưng mà không cần gì hết cho nên không có mua. Nhưng mà điều đó không có đúng với bao nhiêu người khác. Đó là ngày Prime của công ty Amazon đã đoạt được doanh thu trực tuyến gần 12 tỷ Mỹ Kim. Chỉ số kinh tế kỹ thuật số của Adobe cho biết doanh số bán hàng trực tuyến của Hoa Kỳ trong sự kiện mua sắm Prime Day của Amazon.com Inc. đã tăng 8.5% so với năm ngoái, lên tới gần 12 tỷ Mỹ Kim, khi những người Mỹ chịu áp lực lạm phát đã mua sắm các mặt hàng thiết yếu và điện tử giảm giá. Hôm thứ Năm, thì công ty Amazon cho biết sự kiện mua sắm kéo dài 2 ngày vào ngày 12 và 13 tháng 7 là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay trên toàn cầu, với các thành viên của chương trình khách hàng thân thiết Prime đã mua hơn 300 triệu mặt hàng hoặc là 100.000 sản phẩm trong mỗi phút. Người mua sắm đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát cao hàng thập niên trong những tháng gần đây mà các nhà bán lẻ bao gồm Walmart Inc. và Target cho biết đã dẫn đến việc họ hạn chế mua những sản phẩm tùy ý. Giá tăng vọt của tất cả mọi thứ từ thực phẩm cho đến quần áo đã thúc đẩy người tiêu dùng tận dụng những đợt giảm giá sâu rộng từ một số nhà bán lẻ lớn của Hoa Kỳ. Vì thế họ đã hỗ trợ ngày Prime của Amazon. Ngoài Amazon thì các nhà bán lẻ khác cũng đang giảm giá mạnh tay để loại bỏ lượng hàng tồn kho dư thừa mà họ đang giữ sau khi tiếp tục mua hàng trong cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng thời đại dịch Covid để lại, nhằm phục vụ cho những người mua sắm có tiền từ các chương trình trợ giúp kích cầu của chính phủ hồi năm ngoái. Đồ chơi có mức giảm giá lớn nhất bởi các nhà bán lẻ với mức giảm giá trung bình là 15% và hàng may mặc được giảm giá 12% trong khi hàng điện tử giảm giá vào khoảng 6%. Công nhận có 2 ngày mà 12 tỷ thì cũng kinh khủng thật. Cũng bán nhiều hơn là cái ngày Black Friday nhiều sau đi. Cái lễ Thanksgiving. Dạ, có thể. Yeah. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight ngày hôm nay với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và thân ái. Kính chào tạm biệt. Em ở đây giờ này, ước gì có thể xanh giờ này. Công ty thẻ xanh chuyên môn bảo lãnh sẽ giúp quý vị sớm đoàn tụ bên người thân. Cảm ơn quý thân chủ ở khắp 50 tiểu bang đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho công ty thẻ xanh để làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em. Châm ngôn của công ty thẻ xanh là uy tín, trách nhiệm, lương tâm. Lưu ý, công ty thẻ xanh có văn phòng tại quận Nhất, quận Tân Bình, Huế và Đà Nẵng gần sân bay quốc tế. Văn phòng thẻ xanh không phải là văn phòng luật sư. Mọi chi tiết xin liên lạc 714 766 3345 714 766 3345 hoặc vào comtythẻxanh.com. Blaze and Shabu, nhà hàng bao bụng all you can eat và sushi cho lunch và dinner. Giá rẻ với hai đầu bếp chứ danh về sushi và lẩu. Khách đến đều thích nhiều món ăn, sushi và rau, đặt trên băng chuyền hấp dẫn sạch sẽ. Tất cả hải sản rất tươi và thịt bò rất mềm. Nước chấm đủ loại, dành cho súp lẩu, hương vị rất thơm ngon, bổ dưỡng. Blaze and Shabu ở góc đường Harbor và Garden Grove, parking rộng rãi, khung cảnh ấm cúng và nhân viên vui vẻ lịch sự. Hãy cùng gia đình đến thưởng thức Blaze and Shabu all you can eat và sushi. 714 591 5311 591 5311. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818 383 8569 hoặc 714 383 3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn. Quý hội viên trong chương trình bảo hiểm Medicare của Estiva đang nhận được tiền đi chợ 50 Mỹ Kim mỗi tháng. Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc 866 610 0655. 866 610 0655. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.